ơi, lạc đà ơi. Rồi lạc đà màu trắng mà nằm xuống nằm xuống đất đỏ, dính đất đỏ đầy luôn rồi. Lạc đà ơi, lạc đà, lạc đà ơi, hồi quá. Bye bye lạc đà nha. Cưng ghê chưa, đẹp quá trời luôn á trời. Ôi, màu hồng nó cưng ghê vậy. Chú đang cho ăn nó bu lại đó. Trời, nó đi hết rồi. Cho nó ăn vậy gớt xuống hết không? Dạ. Nó rồi. Gớt chìm xuống không? Cám này là cám nổi không chìm. À. Rồi ra nó đi rồi kìa. Ôi, nó thấy mình đi lên, cái nó đi lên. À, bạn nó giục nó đi lên, đi lên nữa. Dễ thương quá trời, quá đất luôn. Cưng nha. Nhờ thích chim cánh cụt thôi. Cưng quá trời, cưng đẹp quá. Giống thiên nga hồng vậy. Không mẹ ơi, sao nghe cái mùi ăn của hồng hạ, nghe mùi giống thức ăn của cá. Thì cũng làm bằng nó đó. Thì nghe cái mùi quen thuộc hồi đó mình nuôi cá. Đẹp quá trời. Nó ăn quá trời. Một ngày chân mấy lần? Dạ, một ngày chỉ cho ăn 2 lần ạ. Buổi sáng là 15 phút, buổi chiều là 2 phút. Người gia bạn con ăn ở ngoài đó nè, em còn để bán ăn cho ăn cả ngày nha. Chú ơi, chú nắm chừng thôi, nếu không đó no là được rồi, tao cho ăn hết rồi nha. Một ngày tất cả toàn bộ cục cả ăn cái này, ăn như là cả 8 cái cám á, nhận 9 ký á. Ngoài ra bạn còn ăn tép nữa, tép gắt với tôi luôn rồi. Cho ăn tép nữa con, bà dưỡng chim. Nhưng mà nãy em thấy có cái tấm bản chim nó ghê gì đồ ăn gì đó. Còn mấy bạn bên kia là dân xe nha, mấy bạn đó là không ăn, không ăn cá mà mấy bạn nói ăn cá à. Lúc này là mẹ cherry đuối trang trái chuối luôn rồi mọi người. Biết sao mọi người biết cherry với mẹ cherry đuối cỡ này không? Gọi là đi trên xe thôi chứ không có đi bộ. Mà mọi người biết cái kiểu nắng mà nắng trưa mọi người, trời ơi mệt, đây là mệt luôn, gắt luôn. Nó là nắng gắt lắm. Cái bằng nó cháy da, lột da luôn. Bị say nắng nó mệt, đuối ơi là đuối à. Dù không có đi bộ, ngồi trên xe điện đi vòng để xem thú. Nhưng mà tới khúc ngừng chỗ nào thì mình ngồi xuống mình xem vòng rồi. Chứ không lẽ, chứ xe điện đâu có chạy vô trong mấy cái chỗ thú được không. Rồi đi gì đó, xe điện đó mua vé mỗi người 100.000 để có chiếc vòng đeo trên tay á. Ai mà có chiếc vòng đó là được lên xe điện đi. Hình này là Cherry đang ngồi trên xe bus để đi ngắm thú hoang dã này mọi người. Hỏi cái chú mà, cái chú gì á, chú chạy xe điện, hỏi cái chú đó nói là diện tích của safari là hơn 500 hectare. Thấy ghê. What? Ờ đúng rồi mọi người, lúc này là đang ở hotel, yeah. Khách sạn nè. Còn đây là những cái vòng đã mua nè mọi người, 100.000 vé đó, xe điện đó. Đây là những con parrot, những con cát, đúng rồi, con cát, con vẹt. Đây là tuổi thọ của các loài động vật.